Oh, đây mới là đường hoa Phú Mỹ Hưng nữa các bạn này. Hoa đẹp và người cũng đẹp luôn. đẹp quá nhỉ. App gì mà đẹp thế. Hôm nay phải nói là cái đường hoa này tuyệt vời các bạn ơi. Bị mất tài sản nên la lớn. Đẹp quá. Tiểu cảnh này đẹp này. Tiểu cảnh này đẹp nha. Hoa sen này, đây kiểu làng sen này. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng quận 7 các bạn ơi, ven cái hồ Bán Nguyệt. Hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi một vòng cái đường Hoa Xuân này, xem là cái đường Hoa Xuân bên hồ Bán Nguyệt này nó năm nay nó có cái gì nhé các bạn. Đây, rất là đẹp các bạn ơi. Một con đường hoa để chụp hình này. Đẹp quá. Ở đây có cả bắp nữa các bạn này. Trong clip trước thì mình cùng tất cả các bạn đã đi khám phá cái hội chợ cây cảnh rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái đường hoa. Ở Sài Gòn thì mỗi năm thì đều có đường Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, và đặc biệt là đường Hoa Xuân Nguyễn Huệ. Thì đường Hoa Nguyễn Huệ sẽ khai trương vào chiều tối ngày 30 các bạn. Tối 30 sẽ khai trương. Năm nào cũng vậy. Đây mọi người đi khá là đông các bạn. Rồi, quá giỏi luôn. Giờ mà mình mua kem là mình có quà rồi. Rồi. Anh Thuyên ăn kem không? Không. Rồi, chơi của em. Đẹp quá nhờ. Ồ. Khu vực này phải nói là rất là tuyệt để các bạn chụp hình các bạn ơi. Đường Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng nha. Rồi, đúng rồi. Mình đi một vòng này lên trên rồi. Ở ngoài kia có sân khấu ca nhạc này các bạn kìa. Để mình ra đây cho các bạn xem một xíu đã. Cái này người ta đang chuẩn bị thôi các bạn ơi, chưa có chương trình gì đâu. Rồi, có bạn nào muốn chơi thử nữa nè. Rồi, qua đây chơi thử nha. Đây là cái hồ Bán Nguyệt nhé các bạn. Hồ nửa vầng trăng gọi là Bán Nguyệt các bạn. Đẹp quá. Bây giờ đang là hơn 4 giờ chiều các bạn ơi. Cái sân khấu anh nó sẽ ca nhạc ở đây. Đây. Đẹp quá nhỉ. Tết. Rồi, xuất sắc luôn. Thôi mình quay lại đi. Đây là khu vực nhân viên người ta đang chuẩn bị cái sân khấu cho chương trình ca nhạc các bạn. Cái đường hoa Phú Mỹ Hưng này thì năm nào người ta cũng khai trương trước cái đường hoa Nguyễn Huệ các bạn ơi. Để cho mọi người đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ, sau đó sẽ đi chơi đường hoa Phú Mỹ Hưng, sau đó sẽ đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ. Đẹp quá. Lớn ở đây nè. Mọi người đi đi chơi đi chụp hình khá là đông, thì các bạn lưu ý là không có hái hoa bẻ cành. Cái này mọi người nhắc rất là nhiều rồi. Ừ. Vui anh Thuyên à? Rất nhiều cái tiểu cảnh để cho các bạn chụp hình. Khu này đông quá các bạn. Hôm nay mình đi thì cũng ngắm hoa nhưng không phải là hoa thật. Ngắm hoa, anh Thuyên đi ngắm hoa các bạn. Mình cũng đi ngắm hoa. Cùng với tất cả bạn ngắm hoa. Không nhìn hoa đâu. Đông quá nhỉ. Đấy, đường hoa năm nay phải nói là rất là đẹp nên là mọi người đi ngắm đông lắm các bạn. Năm nay quảng cáo tóc hơi nhiều nhỉ. Thấy nhiều cái gian hàng quảng cáo làm tóc không? Clear không ạ? Ô đây là người à? Tùy tâm. Người này là người thật nha các bạn, chứ không phải tượng đâu. Chào bạn. Bên này đẹp quá nhờ. Áo dài này các bạn ơi. Đây mới là đường hoa Phú Mỹ Hưng nữa các bạn này. Hoa đẹp và người cũng đẹp luôn. Ủa
đói. Này là các cô trong một gia đình. Không, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Này là áo dài truyền thống rồi. Đây đây, xích qua đây, xích qua đây. Xem chụp hình xíu nha các bạn. Đây đây đây. Đó, lại, rồi. Rồi. Hay quá, hay quá, đẹp quá. Em xích đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, đó. Tươi lên nào. Cho vào. Ok, đúng rồi, rồi. Gần cái bối cảnh. Đó, ok rồi. Tiếp tiếp tiếp, ok ha. Good. Nào, cô quay mặt ở đây để thấy mặt nào. Đấy. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, bà chụp xong rồi. Đẹp quá các cô ạ. Về phương, tội rồi. Nước hoa rồi. Ôi, các cô, các chị đẹp quá các bạn. Mặc áo dài là đúng là tuyệt vời luôn rồi. Thực sự là hoa hôm nay chỉ phụ họa thôi. Ồ, đẹp quá nhỉ. Áp gì mà đẹp thế. Đẹp luôn. Đẹp quá. Đời hoa bắt bướm. Bên trên. Nhiều chị đi tìm thỏ đây. Ô, phải nói là cái vườn hoa hướng dương này là cái vườn hoa mà đáng chú ý nhất ở cái đường hoa năm nay ở Phú Mỹ Hưng các bạn ạ. Đẹp quá. Năm nay phải nói là cái đường hoa này tuyệt vời các bạn ơi. Bị mất tài sản nên la lớn, nắm ngay tay đối tượng nghi vấn, đề nghị người đứng gần nhất thấy sự việc để làm chứng. Đấy, ở đây người ta có một cái loa, người ta thông báo là cảnh giác trộm cắp nha các bạn. Các bạn đi chơi Tết là lưu ý các cái đồ đạc, giấy tờ tùy thân. Tiền thì đôi khi không quan trọng bằng giấy tờ. Mình đi ra đường những ngày này thì mình cầm ít tiền thôi, đủ tiền để tiêu các bạn. Và không nên mang theo những giấy tờ quan trọng trong túi. Tốt nhất nên cất ở nhà các bạn ạ. Trộm cắp một cái là ăn Tết mất vui. Mà rất là phiền phức khi mất giấy tờ. Này. Này, rất nhiều gia đình đi chụp hình. Cái đường hoa hướng dương này đẹp tuyệt vời các bạn. Và mặc áo dài chụp hình đường hoa với Tết là phải nói là cái vẻ đẹp truyền thống Tết mình là năm nào cũng có. Đây. Đây cái đường hoa hướng dương các bạn mình vừa mới đi xong này. Ở đây đông vui quá. Đẹp quá các bạn ơi. Đấy. Đi đi. Ồ. Càng đi càng thấy đẹp các bạn. Cái đường hoa này thì khai trương được 2 ngày các bạn ơi. Nhưng mà sáng nay mình đọc báo mình mới biết nên là bây giờ mình mới đi qua cho các bạn này. Cái khai trương được 2 ngày rồi. Kìa phong cách Nhật Bản đấy nhỉ. Này là hoa anh đào. Cách à quên. Đây đẹp quá. Năm nay đường hoa Phú Mỹ Hưng quá đẹp các bạn ơi. Mọi năm còn có một vài ý kiến không hài lòng nhưng mà năm nay mình nghĩ là tuyệt vời các bạn. Đây. Với một cái cây này. Cây nêu ngày Tết à. Ồ có chị Tây mặc áo dài này. Đẹp thế, các bạn thấy tay mặc áo dài đẹp không? Ui. Cố lên. Ô. Ồ đẹp quá các bạn ơi. Đấy. Khu này đông vui nhộn nhịp các bạn ạ. Cái đường hoa nó kéo dài tới bên kia rồi, đi. Từ từ vừa đi vừa xem nha các bạn. Bạn nào đang có thời gian rảnh thì ngồi xem cùng với mình nha. Mình năm nay thì mình giống như là tai mắt của các bạn ở Sài Gòn. Mình sẽ quay cái không khí ở Sài Gòn để các bạn xem. Khu vực bên này là những chậu hoa nó nhỏ hơn các bạn. Có nặn tò he này. Ôi, khu vực tò he có trẻ em nên mình sẽ không ghé nhé các bạn. Dập nữa không con, dập mấy tấm đi. Bắp cải mẹ chồng à.
cà rốt này, củ cà rốt này các bạn này. Này là củ thật nhưng mà lá giả nha các bạn. Lá này lá nhựa đấy. Ồ. Vườn heo à? Khu này đông người mà ít cảnh nhỉ. Ui. Khu này đông quá các bạn ha. Nhưng mà mình thấy bên này đông mà lại ít cảnh. Không biết là mọi người đang đứng ngắm gì ở khu vực này. An khang thịnh vượng nha các bạn. Đường hoa Phú Mỹ Hưng này rất thích trưng bắp các bạn. Mình quay một ít cảnh cây bắp cho các bạn coi nha. Bắp này là có trái luôn nha. Đây, năm nào cũng trưng rất là nhiều bắp. Đây. Có cả lúa này. Có lúa luôn. Ở dưới này sao? Tết này là cơ hội để chị em mặc áo dài thật là đẹp để đi chụp hình. Áo dài đẹp, áo dài đẹp quá các bạn. Đúng rồi. Cẩn thận chúng mình đấy. Đi đi, bà ngoại tôi đây làm mẫu ảnh đi. Đẹp quá. Đấy, chụp hình nhé. Thôi đi đường sau đi. Con chuột là không thể nào chụp được, nó rất là đông. Giờ đi, giờ đi. Đông quá. Đây có cả bánh sen nước này, Tây Bắc này. Nhìn đống rơm, rơm này, đống rơm này. Chín vèo thì nở. Anh Thuyên vào ngồi chụp chung đi. Thôi cầm đi anh mà. đẹp quá. Tiểu cảnh này đẹp này. Tiểu cảnh này đẹp này. Hoa sen này, đây kiểu làng sen này. Làng quê Bắc Bộ này. Ui. Đây. Đẹp ha. Đại diện cho hai vùng Nam Bắc. Vừa Nam vừa Bắc luôn các bạn ơi. Quá đông. Các bạn trước khi mà cái đường hoa Nguyễn Huệ nó khai trương thì các bạn ghé qua đường hoa Xuân Phú Mỹ Hưng chơi cũng được các bạn. Rất là đẹp, hồi nãy giờ các bạn đã thấy rồi đấy. À đến đây là hết rồi. Tới đây là hết rồi đó. Mình qua cái đường hoa Xuân này thì nó rộng rãi thoáng mát hơn mà nó cũng rất là đẹp. Ngoài đường hoa Xuân thì mình còn có hội chợ hoa cây cảnh nữa. Này có thanh long, chuối, dừa, đu đủ. Chụp hình các bạn. Rồi, cảm ơn. Dưới này là đường lúa này các bạn ơi, mình đi vào đường lúa đi. Chắc là tới đây mình đã gần kết thúc video rồi các bạn ạ. Đó. Đấy, kia còn đi qua cầu tre kìa. Đấy, đi qua cầu tre luôn nha các bạn. Đi nào. Đây là kết thúc đường hoa này các bạn. Nãy giờ là mình đi từ đầu đến cuối đường hoa này đó. Và xung quanh là nó làm theo cái đường ven hồ Bán Nguyệt đó các bạn. Đó, cái hồ Bán Nguyệt đây. Này là lúa nè các bạn này. Các bạn thấy là dọc đường này người ta có bố trí loa để cảnh báo mọi người về cái tình trạng mất cắp nha các bạn, mất trộm nha. Các bạn lưu ý phải cẩn thận về cái chuyện này. Đường này không biết là chị này đi giày cao gót mà đi lên cái cây cầu khỉ này các bạn. Chắc là không đi được đâu, đông người quá. Thôi đi quay lại các bạn ơi, mọi người đang đi từ bên kia đi lại. Mình đi qua luôn. Đi nhanh các bạn ơi. Số điện thoại 028 37 714 563
Còn là 5-6 ngày tới Tết rồi các bạn ơi. 5 ngày nữa. Không biết là bây giờ các bạn đang chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Nhưng mà ở Sài Gòn thì mình đã chuẩn bị xong đến 80% rồi các bạn. Nhiều người thì ở Sài Gòn bây giờ chưa được nghỉ việc đâu. Người ta sẽ tập trung sửa soạn cho gia đình nhé. Vào khoảng 2 ngày gần Tết, lúc đó là người ta mới đi mua. Đó là những người đang ở Sài Gòn đúng không ạ? Trong mấy ngày vừa rồi thì mọi người cũng tập trung đi về quê khá là đông rồi. Đây là cuối đường hoa nhé các bạn. Một cây mai khổng lồ ở giữa kìa. Nóng quá các bạn. Trông dễ đẹp hơn tại khúc này bắt đầu ngược sáng này. Ồ, đây là cây mai rất là to nè các bạn ạ. Đây. Tới đây mình cũng xin được phép kết thúc video ở đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video cùng khám phá đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng của mình năm nay. Đây là cái hình con chuột của năm Canh Tý này các bạn này. Con chuột rất là to. Đây. Con chuột nhé các bạn. Có rất lẻo em ạ. Đấy. Mọi người tập trung chụp hình những con chuột này rất là đông. Rồi mình xin được phép kết thúc video này các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời các bạn đón xem những video tiếp theo về cái không khí Tết Sài Gòn của mình nhé các bạn, ở trên kênh Phạm Dũng.